Rất vui được gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình Quốc phòng địa phương vào khung giờ quen thuộc trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những kinh nghiệm, giải pháp nổi bật trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang các địa phương. Trong thời gian vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nhưng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân nói chung và lực lượng vũ trang các địa phương nói riêng vẫn duy trì thực hiện theo đúng nội dung chương trình, đảm bảo thời gian theo kế hoạch huấn luyện. Nhiều nội dung huấn luyện khó, huấn luyện nâng cao được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tại địa phương. Vâng, một trong những nội dung được các đơn vị chú trọng đó là huấn luyện đêm. Huấn luyện trong điều kiện hạn chế ánh sáng và luyện tập các phương án tác chiến với nhiều tình huống tưởng định sát thực tế. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng gặp gỡ những trinh sát viên trên thao trường huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk để xem họ thể hiện quyết tâm của mình như thế nào trong phóng sự sau đây. Sau khi hóa trang xong, các trinh sát viên thực hành luyện tập phương án bí mật vượt qua các bãi vật cản dày đặc trông mìn cạm bẫy, tiến sâu vào khu vực phòng ngự của đối phương. Cũng như các chiến sĩ khác trong đại đội, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Tạ Quang Lợi đã vận dụng thành thục các kỹ thuật vượt hệ thống hàng rào vật cản, bảo đảm được yếu tố bí mật, bất ngờ. Để có được những kết quả này, anh cũng như đồng đội của mình đã trải qua những tháng ngày dày công khổ luyện trên thao trường. Cùng với đó là ý chí quyết tâm và tinh thần kiên trì, mưu trí dũng cảm của người chiến sĩ trinh sát. Để vượt qua các hàng rào thép gai được bố trí dày đặc và nhiều tầng, nhiều lớp, xen kẽ là các loại mìn đè nổ và vướng nổ là rất nguy hiểm và yêu cầu nhiệm vụ là rất cao. Do đó, tôi và cũng như các đồng chí trong đơn vị trước khi thực hiện nhiệm vụ là phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị về người và vũ khí trang bị. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu mỗi chiến sĩ phải tập trung cao độ, bí mật vận động, tiếp cận, thực hiện tháo gỡ mìn, khắc phục các loại mìn do địch bố trí một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, vững vàng. Với đặc thù của một đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cơ động bảo vệ các mục tiêu quan trọng, cán bộ chiến sĩ lực lượng trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã tận dụng triệt để thời gian, thực hiện tốt phương pháp học mới ôn cũ, cấp trên dạy cho cấp dưới. Người đi trước hướng dẫn người đi sau, phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, cùng nhau thi đua huấn luyện tốt, rèn luyện tác phong khẩn trương nghiêm túc. Sau đó, đơn vị luôn đảm bảo tính cơ động nhanh, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh của cấp trên. Chúng tôi thường xuyên được luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị. Về tình huống có kẻ lạ đột nhập vào đơn vị thì trước hết người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác phải tập trung tư tưởng, quan sát, cảnh giới và nắm chắc mục tiêu khu vực mình được đảm nhiệm. Khi phát hiện đối tượng đột nhập thì phải nhanh chóng báo động cho đơn vị, cơ động lực lượng xuống, xử trí tình huống. Đơn vị đã tổ chức xây dựng kế hoạch tiến trình biểu huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Coi trọng huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ, sát với từng đối tượng, nhiệm vụ, địa bàn tác chiến. Nhiệm vụ huấn luyện đêm là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao bản lĩnh chiến đấu, mưu trí linh hoạt, lòng dũng cảm, trình độ kỹ chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong điều kiện tác chiến ban đêm. Luôn đặt ra những yêu cầu cao trong huấn luyện, rèn luyện bộ đội, đưa thao trường gần với chiến trường, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện hạn chế ánh sáng. Đó là những biện pháp quan trọng mà cán bộ chiến sĩ đại đội trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã và đang nỗ lực thực hiện để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của đơn vị. Các đồng chí, dân cả hết đối tượng, về phòng làm việc.
Chị Bích Thảo này, huấn luyện đêm trong điều kiện hạn chế ánh sáng mà chúng ta vừa theo dõi các trinh sát viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk thực hiện như trong phóng sự vừa rồi, quả thực là rất vất vả và khó khăn, đúng không chị? Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Dù khó khăn vất vả là thế, nhưng mà tinh thần tập luyện của các anh rất là nghiêm túc, bởi đây là những yêu cầu đặt ra rất cao đối với những người chiến sĩ trinh sát để luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có lệnh. Vâng, cùng với lực lượng trinh sát tinh nhuệ thì lực lượng thiết giáp cũng là một đơn vị cơ động mạnh của lực lượng vũ trang các địa phương. Duy trì nghiêm quân số trực, đảm bảo tốt hệ số kỹ thuật, tích cực luyện tập các phương án bảo vệ địa bàn, bảo vệ mục tiêu được phân công. Đó là những biện pháp quan trọng mà Đại đội Thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã và đang thực hiện nhằm bảo đảm cho đơn vị sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Những tiếng kèn báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu vang lên. Mọi hoạt động trong doanh trại đều dừng lại. Chỉ có những bước chân dồn dập, khẩn trương của các cán bộ chiến sĩ cơ động về vị trí chiến đấu. Báo cáo toàn tài công chí, được lệnh của cấp trên. Lệnh cho đơn vị chúng ta chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao tại nhiệm vụ 32. Sau đây, chúng ta tiến hành thành một toàn tài công chí, sẵn sàng cơ động. Quân nhà xe, đường. Tất cả các hành động từ kiểm tra vũ khí, khí tài, xe máy được các thành viên kíp xe tiến hành nhanh chóng, chính xác đã cho thấy một tinh thần cảnh giác, ý thức sẵn sàng chiến đấu cao của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Điều lái xe chú ý là phải đảm bảo an toàn giao thông. Và khi điều khiển xe, chú ý những điểm phải theo dõi và xem đồng hồ nhiệt độ dầu, nhiệt độ nước có cao hay không để kịp thời mình khắc phục. Nâng cao kỹ thuật sử dụng vũ khí trang bị trên xe thiết giáp cũng là một nội dung mà các pháo thủ Đại đội Thiết giáp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực rèn luyện. Là một trong những pháo thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng để thực hiện tốt bài bắn này, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thanh Hồng đã cùng đồng đội dành nhiều thời gian khổ luyện. Bởi chỉ một thao tác nhỏ, một sự hợp đồng không chuẩn xác giữa các thành viên trong kíp xe cũng sẽ làm mất đi thời cơ tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Chính vì thế, bản thân anh luôn tạo cho mình một tâm lý vững vàng, tự tin cùng với yếu lĩnh động tác thuần thục mỗi khi ở vị trí ngắm bắn mục tiêu trên chiếc xe thiết giáp này. Bài tập này á, là mình phải là nắm chắc cái điều kiện bài bắn. Thứ hai á, là mình phải phát hiện cái mục tiêu nhanh, ngắm bắn chính xác, tiêu diệt cái mục tiêu. Cái thứ ba á, là mình phải sử dụng thành thạo cái vũ khí trang bị. Đơn vị tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp huấn luyện, thường xuyên vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện để áp dụng vào trong quá trình huấn luyện. Đặc biệt là đối với đơn vị thiết giáp là đơn vị đặc thù, được trang bị vũ khí trang bị hiện đại. Do đó, đơn vị lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, tập trung vào huấn luyện vũ khí, thông tin, xe máy, đặc biệt là tập trung vào huấn luyện chiến thuật tăng thiết giáp. Cùng với tổ chức cho bộ đội huấn luyện bổ sung các nội dung mới, nội dung khó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn, nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm các hoạt động tuần tra canh gác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, nhất là vào những dịp lễ Tết hay ngày hội, sự kiện trọng đại của đất nước. Luôn sẵn sàng trong tâm thế nhận và thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy mà các phương án luyện tập sẵn sàng chiến đấu đã được lực lượng thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh luyện rèn một cách bền bỉ, nghiêm túc như những hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi trong phóng sự vừa rồi.
Vâng, vào thời điểm này thì các đơn vị khác của lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh cũng đang nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo đảm tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của địa phương. Tuy nhiên, để nhiệm vụ trọng tâm này hoàn thành được các nội dung chỉ tiêu đặt ra thì công tác lãnh đạo chỉ đạo từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến các đơn vị trực thuộc là rất quan trọng. Và ngay bây giờ thì MC Bích Thảo sẽ kết nối với Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh để làm rõ hơn nội dung này. Xin mời chị Bích Thảo. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà. Xin chào Thượng tá Nguyễn Thành Tâm. Thưa Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, trong năm huấn luyện 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như thế nào ạ? Quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu và hướng dẫn của quân khu về công tác huấn luyện năm 2021, thì chấp hành cái nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đặc biệt là năm 2021 xác định là một năm đầu để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặt ra cái mục tiêu đối với công tác huấn luyện cho các đối tượng như sau. Đối với huấn luyện cho cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp thì 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. Chú trọng là rèn luyện nâng cao thể lực cho cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp. Cán bộ phải thuần thục sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, nắm vững cái điều lệnh quản lý bộ đội. Đối với huấn luyện phân đội thì tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung, thời gian theo chương trình quy định. Trong đó là chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện bơi, hành quân xa mang giáp nặng, tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng và diễn tập chiến thuật phải đạt giỏi. Đối với huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên thì tổ chức khúc tra nắm chắc nguồn, thực hành huy động kiểm tra sẵn sàng động viên và huy động huấn luyện quân nhân dự bị phải đạt quân số từ 95% trở lên. Đối với lực lượng dân quân tự vệ thì tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung thời gian theo thông tư 69 của Bộ Quốc phòng, tổ chức kiểm tra bắn đạn thật và tỷ lệ đạt khá giỏi cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Để đạt được những mục tiêu này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện với những biện pháp cách làm ra sao? Trên cái cơ sở đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặt ra nhiều cái biện pháp để tổ chức thực hiện. Trong đó là đầu tiên là phải quán triệt sâu sắc chặt chẽ các mệnh lệnh hướng dẫn huấn luyện của quân khu. Trên cơ sở đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cho các cơ quan đơn vị thuộc quyền tổ chức thực hiện, quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ, từ đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, của người chỉ huy trong tổ chức điều hành và quản lý huấn luyện. Cán bộ là phải bám sát đơn vị, kịp thời là chấn chỉnh uốn nắn những thiếu sót trong quá trình tổ chức huấn luyện, trong từng ngày từng buổi huấn luyện. Bộ Chỉ huy cũng tập trung là tổ chức rất nhiều các hội thi, hội thao. Trên cơ sở đó đã làm cơ sở cho các địa phương đơn vị tổ chức tuyển chọn, tổ chức huấn luyện để tuyển chọn vận động viên để tham gia hội thao cấp tỉnh đạt thứ hạng cao. Là cũng đó là tiền đề để các địa phương đơn vị là nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị mình. Vâng, xin được cảm ơn Thượng tá Nguyễn Thành Tâm đã dành thời gian cho chương trình Quốc phòng địa phương. Vâng, với sự chỉ đạo quyết liệt, biện pháp cụ thể như vậy và nhất là sự quyết tâm của từng cán bộ chiến sĩ các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tạo nên tinh thần sôi nổi vượt qua mọi khó khăn để thực hiện một năm huấn luyện an toàn và thắng lợi. Đó cũng chính là cơ sở quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh, địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Đến đây thì chương trình Quốc phòng địa phương cũng xin phép được khép lại. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả cùng các đồng chí trong những chương trình sau.